Thời tiết ba miền, ngày giỗ tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, giảm nhiệt. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng kéo dài, có nơi trên 35 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh yếu ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực sẽ giảm khoảng 10 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng khoảng 25 đến 27 độ C, ở miền núi là 20 đến 23 độ C. Từ gần sáng và ngày 25 tháng 4, vùng Đông Bắc Bộ sẽ có mưa trước tiên, sau đó vùng mưa mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Sáng sớm và ban đêm, trời se lạnh, ban ngày trời mát. Tình trạng nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ chấm dứt. Ngày giỗ tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3 âm lịch, tức ngày 25 tháng 4, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tỉnh Phú Thọ, mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C. Trong khi đó, nền nhiệt từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế giảm. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 28 đến 30 độ C, phía Nam 30 đến 32 độ C. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ phổ biến ở mức 32 đến 34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên khoảng 32 đến 34 độ C, ở Nam Bộ là 33 đến 35 độ C. Lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, chuẩn bị gì để đón thời tiết? Dịp lễ năm nay trời nắng nhiều, bức xạ UV khá cao, người dân cần trang bị dù, nón chống nắng khi đi chơi, uống nhiều nước. Người dân ra đường trong những ngày tới, cần che chắn cẩn thận để tránh tia bức xạ gây hại. Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, thời tiết Nam Bộ nắng nóng, mức nhiệt khá cao, từ 35 đến 36 độ C, tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Còn lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, xuất hiện nhiều dông, cần đề phòng những cơn lốc, làm tốc mái tôn, biển quảng cáo. Có khả năng một số tỉnh xuất hiện mưa, dông vào chiều tối, nhưng lượng mưa nhỏ. Thời tiết như trên thuận lợi cho các hoạt động giao thông, thời tiết biển cũng khá thuận lợi cho các chuyến tàu đi Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo. Từ nay tới hết tuần này, cũng như dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, thời tiết Nam Bộ vẫn ít mưa, nắng nhiều, bức xạ UV khá cao, nên dễ gây tổn thương da và mắt, vì vậy khi ra đường cần trang bị bảo hộ chống nắng, uống nhiều nước. Các bác tài luôn giữ cho mình tâm trạng tỉnh táo khi điều khiển xe, có những biện pháp chống cơn buồn ngủ. Có thể xuất hiện những cơn mưa bất chợt kèm dông, sét nên không đậu xe dưới gốc cây cổ thụ khi gặp thời tiết như vậy. Ngoài ra người dân nên chọn những nơi có nhiều cây xanh như công viên, sở thú hoặc các đảo để du lịch. Nhưng khi du lịch biển thì không nên tắm biển từ khoảng 11 đến 15 giờ hàng ngày vì cường độ bức xạ rất mạnh. Ngoài ra thời tiết nóng rất dễ gây chập, cháy, cần hết sức cẩn trọng. Ô tô, xe máy luôn phải được kiểm tra tình trạng rò rỉ xăng. Chú ý vấn đề thực phẩm vì trời nóng thức ăn dễ bị ôi thiêu, không sử dụng nước đá, tắm cho trẻ em, ngay khi vừa đi nắng về, ông Quyết khuyến cáo. We'll be right back.